À, xin chào các bạn, dẫn cách phân biệt hạt chia xít Úc thật và hạt chia xít Úc giả ạ. Thì đây là hai bịch hạt chia xít Úc, một bịch là hạt chia giả và một bịch là hạt chia Úc thật ạ. Thì bên mình đảm bảo là chỉ bán hạt chia nội địa Úc thôi nha, không có bán hạt chia đóng gói tại Việt Nam hay là tất cả các loại thể loại hạt chia mà không phải là nội địa Úc ạ. Cái đây là hạt chia Absolute Organic của Úc. Thì cái loại này là cái mẫu này là mẫu bán chạy nhất bên mình. Bên mình còn bán hạt chia của Mỹ. Nhưng mà hiện tại thì mình tập trung bán cái mẫu này chính thôi ạ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt nha. Có hai bịch hạt chia. Thì bịch bên trái á, bịch này á là hạt chia xít Úc giả. Còn này là bịch hạt chia xít Úc thật bên mình bán. Bịch này là mình mua của một shop ở trên Shopee. Shop đó rất là nổi tiếng trên Shopee. Bán với giá 180.000 một bịch ạ. Nhưng mà cái này là hàng đóng gói tại Việt Nam rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt. Đầu tiên á, là để hai bịch gần nhau á, thì mình sẽ nhìn bằng mắt trực quan á. Ở ngoài á, thì mình sẽ dễ thấy hơn, tại vì bây giờ trời hơi tối nên khó phân biệt cái màu sắc. Thì ở ngoài thì cái bịch hạt chia xít Úc thật á, cái màu tím này nè, nó sẽ đậm hơn. Còn hạt chia xít Úc giả thì cái màu tím này nó sẽ nhạt hơn. Hạt thật thì cái màu tím nó đậm hơn xíu. Còn bên hàng giả thì màu tím nó nhạt. Điểm thứ hai á, là cái phần ngọn ngọn hoa gần chữ S nè. Bên hàng thật á, thì cái ngọn hoa nó sẽ gần sát chữ S, gần đụng chữ S luôn nha mấy bạn. Là bên hàng hạt chia thật, còn bên hạt chia giả đó thì cái ngọn nó chỉ bằng 1 phần 2 chữ S thôi. Nó không có được, nó chỉ bằng 1 phần 2 chữ S thôi ạ. Đây, còn bên hàng thật đó, thì cái ngọn nó sẽ gần đụng chữ S luôn. Cao chút trên. Đó, đây là một điểm thứ hai để các bạn phân biệt. Điểm thứ ba là cái phần găng lá ở phía sau. Cái phần gân lá bên hạt chia xích bên hạt chia thật á, thì cái gân lá nó rất là sắc nét. Đây, cái gân lá này rất là sắc nét, nét nào ra nét đó, nó không có bị dính vào nhau và bị nhè. Các bạn xem nha, nó không có bị dính vào nhau và bị nhè. Còn bên hạt chia xích Úc giả đó thì cái gân lá của nó bị dính đè lên nhau và hơi nhè, nó đậm nhưng mà nó nhè, nó không có được sắc nét. Đây, hàng giả. Còn hàng thiệt đây. Chung là các bạn nhìn cái gân lá, nếu mà nó không dính vào nhau thì là hàng thật. Còn cái gân lá mà nó bị dính, nó đè chồng lên nhau đó là bên hàng giả. Điểm thứ tư là cái bảng thành phần chất dinh dưỡng. Thành phần dinh dưỡng của bên hạt chia xít Úc thật á. Đây, cái bảng này nè. Cái đồ này là nó có chấm lưới, chấm chấm, chấm chấm. Các bạn nhìn sẽ thấy, ở ngoài nhìn sẽ thấy rõ hơn. Có chấm lưới. Còn bên hàng giả thì cái đồ này là hoàn toàn không có chấm lưới. Điểm tiếp theo là điểm thứ năm á, là cái dòng chữ trắng ở phía dưới bảng hướng dẫn sử dụng á. Là dòng chữ trắng này của bên hàng thiệt á, đây là dòng chữ trắng đậm màu. Mình nhìn mình sẽ thấy rất là đậm màu. Còn bên hàng giả thì dòng chữ trắng này nó rất là mỏng và nó không có nó rất là mỏng, nó không có được đậm. Đó, còn nhìn hai 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 bên mà sẽ thấy rõ, bên 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 phải dòng chữ trắng nó đậm màu. Còn bên trái thì nó nhạt màu hơn. Rồi, điểm thứ sáu là hạn sử dụng. Hạn sử dụng của hạt chia của hàng thật đó thì hiện tại á, là nó in trực tiếp lên bao bì luôn, in trực tiếp bao bì. Còn hàng giả thì hiện tại là nó chưa có update lên, thì mình chỉ biết là hàng giả thì hiện tại là nó chỉ có dán hạn sử dụng lên bao bì thôi, chứ nó chưa có in trực tiếp lên được. Tương lai thì mình không biết nó có update lên hay không. Rồi, điểm thứ bảy á, là logo ở bên hàng hạt chia xít Úc thật á, có cái dán cái code QR code lên. Còn bên hàng giả thì hiện tại là chưa có cái này.
không có. Rồi còn một điểm nữa mình nghĩ nó cũng có thể phân biệt được là cái viền mép này nè. Cái viền mép này ở bên hàng hàng giả nó cũng là dập, nó cũng nổi, nhưng mà bên hàng thật nó rất là cứng cáp. Viền mép bên hàng thật nó rất là cứng cáp, dù có bao bì nó có nhăn nhúm hay gì nữa thì cái viền này nó vẫn cứng cáp và nó nhìn nó rất là đẹp, chứ nó không có bị gãy như bên đây. Bên hàng giả thì cái viền nó rất là dởm nha, nếu mà bao bì mà nhăn nhúm xíu là nó sẽ bị hình găng 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 như này. Hàng thật không có hiện tượng này đâu. Rồi mình hướng dẫn các bạn gần như là đầy đủ các bước để phân biệt phần chia sự thật và giả rồi đó. À hôm bữa mình có post một bài về mẫu hạt chia mới nhất của Organic Absolute Organic thì có dán cái tem USDA ở trên đó. Thì thật ra cái đó là chỉ dành cho hàng mà đi bằng đường máy bay thôi ạ. Hàng mà đi bằng đường máy bay số lượng ít đó, thì dán có dán cái tem đó, còn hàng mà đi đường tàu đó, số lượng nhiều đó, thì không có dán cái tem đó nha mấy bạn. Cái tem đó không phải là cách để phân biệt một cách chính xác nữa. Hiện tại thì bên mình nhập số lượng lớn đó, đi bằng đường tàu nên không có cái mẫu hiện tại bây giờ mình không có cái USDA cái logo USDA trên bao bì nữa. Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là cách phân biệt, mấy cái cách phân biệt mình hướng dẫn các bạn đó trên bao bì đó, cái đó mới là điểm mấu chốt để phân biệt, tại vì cái logo đó hàng giả vẫn có thể dán lên được. Mình chủ yếu phân biệt bằng cái bao bì đó, tại vì hàng giả nó không thể nào mà làm giống 100% được, có những cái điểm nó khác nhau như vậy. Gân lá nè, gân lá, rồi bảng dinh dưỡng, rồi dòng chữ ở phía dưới, dòng chữ này, rồi ký hạn sử dụng, rồi cái QR code. Cái ngọn hoa gần chữ S, đây là những cái mà các bạn cần phải phân biệt. Cái viền mép túi đó. Thì mình hướng dẫn bằng video clip cận cảnh giữa hai bịch như vậy để các bạn có thể có một cái nhìn trực quan dễ phân biệt hơn. Các bạn nên lưu ý khi mua hàng, tại vì bây giờ hàng giả trên thị trường nó rất là nhiều và giá của nó thì cũng rẻ, dưới 200 một bịch thôi, nhưng mà mình uống về lâu dài thì không biết cái tác hại của nó với sức khỏe như thế nào. Mình nghĩ là những cái món mà uống để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể, uống vào cơ thể thì các bạn nên đầu tư kiến thức, phải tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua và không nên tiếc tiền mua những cái hàng rẻ hơn vài chục ngàn nhưng mà chất lượng thì không ai đảm bảo được, uống về lâu dài thì không ai biết trước được. Trước khi bán món này thì mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, tại vì ngoài bán ra mình còn uống và mình còn cho người thân bạn bè mình uống nữa, nên mình phải tìm hiểu rất là kỹ. Mình không có bán mấy cái hàng mà đóng gói tại Việt Nam đâu, tại vì mình không có đảm bảo chất lượng được. Những cái hàng đó thì có thể là đóng gói là hạt chia cặn đất hay là hạt chia trộn, thì nói chung là cũng có nhiều người phản ánh là uống vô nó làm cảm giác tim đập nhanh, rồi có người uống vô cảm thấy chóng mặt nữa. Mình nghe khách mình nói như vậy á, nhưng mà mình thì mình không có uống lần nào nên mình không có biết, nhưng mà mình nghe từ đầu là mình không đụng tới hàng đó, là mình chỉ uống hàng nội địa Úc thôi. Rồi tạm thời là mình hướng dẫn các bạn cách phân biệt như vậy là cũng khá rõ ràng rồi đó. Nhưng mà các bạn có gì thắc mắc thì cứ inbox hỏi shop, shop sẽ tư vấn thêm cho các bạn nha.